Ơi, nay làm cái clip này thì anh em ở xa tới mua xe sẽ như thế nào? Anh em ở xa tới mua xe thì ở chơi ngủ lại luôn rồi sáng đi ký giấy luôn nha. Nó đây idol mua xe mình. Con xe này anh nói là sẽ là con xe gọi là xe là gọi là trải nghiệm thôi. Và bữa anh sẽ mua nhiều xe khác nữa. Đúng không em? Này trải nghiệm chơi thôi đó. Thì anh ngủ lại. Hôm nay là chủ nhật. Thì anh ngủ lại để sáng thứ hai ký giấy á. Thì ở mình thì cũng có một cái phòng nhỏ dành cho anh em. Nói chung là tuy không có đẹp nhưng mà cũng xấu. Nói chung phòng dễ thương cho anh em ở lại rồi chơi game đồ xong rồi sáng đi cái giấy thôi. Rồi đây mình sẽ quay con xe mà ảnh mua nè. Xe ảnh mua nè. Đó lên hình nó đẹp trai không? Đó. Chơi đi, chơi đi. Game thủ. Rồi, đó quay. Đây, đây là con xe ảnh mua. R15V3. Màu này là mẫu mới nhất nha anh em. Xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp. Đẹp vải vải đáy con gà mái luôn, không một vết chạy luôn á. Rất là đẹp đó. Sau này anh quay đầu thì anh em inbox nha. Đó. Đây. Hai chìa khóa. Rất là nhức nách. Xe lướt luôn. Xe mới chạy mấy ngàn cây thôi. Đó. Nãy giờ. Rất là đẹp. Mai là mình mới dắt anh đi ký giấy. Rồi đây con này là cũng có chủ luôn rồi. Con này chủ chốt luôn rồi, cọc luôn rồi. Quay cho anh em xem thôi. Anh em thấy chưa? Rất là đẹp. Đồ chơi rất là nhiều luôn. Con này thì về bữa giao cho chủ rồi. Giao cho chủ rồi. Đồ chơi rất là nhiều. W. Xe này giá rẻ luôn, chơi xe mới 200 mấy, xe cũ có 110 mấy. Đẹp không? Mày ăn ký giấy á. Đây em viết ngàn. Viết ngàn này không có bán nha anh em, xe chân nha. Ninja 300 thì mình xe em nó cũng mua trả tiền hết rồi. Thì ở vô vỏ lớn nè. Vô vỏ lớn trắng bùng. Bát biển số. Để nằm đây để vô đồ chơi á anh em. Với chính này là để chân. Trong đây có ông su cũng đẹp đó. Đây có ông su cũng đẹp lắm nè. Su này em mình nó mua rồi. Su này em mình đã mua rồi nha anh em. Su có phụ upside down nha. Phụ upside down. Su này dễ bóc lắm. Upside down chống đổ luôn. Và khi mà anh em phải nói sao, khi mà anh em mà su này mà anh em lên chống đổ là anh em phải khoan dàn áo nha anh em nha. Lên chống đổ là anh em phải khoan dàn áo nha. Dàn chống đổ nó khó khăn lắm. Xe này gửi hơi bị lâu luôn á, gửi lâu lắm mới lấy. Đàn em nó cũng bận á. Lâu lâu quay cho anh em mấy anh em xem coi. Đây mấy ảnh ngồi chơi game rồi. Giờ này là 9-10 giờ đó. MT03 này thì mai giao, mai mốt giao. Xe là mai mốt giao nè. Giờ mình đang rửa rồi nè. Nó đang rửa ráy rồi nè. Rửa sạch sẽ rồi đó. Mai mốt giao. Rồi, ok nè. Anh em mua xe ở xa tới thì có ưu đãi luôn đó. Vui vẻ. Đây, ảnh là ảnh định đổi lên con 1000cc nè. Quá cao. Quá cao, tối rồi anh em chơi. Rồi giờ mình đang lau sạch sẽ con MT03 nè, anh em thấy đẹp không? À, con này á
chủ trước á, chủ trước ở Đồng Nai, thì chủ trước rửa xe ở dưới Đồng Nai á, làm sao đó mà sử dụng dung dịch sao đó, mấy cái dung dịch tẩy á anh em. Nói chung bên mình thì không xài dung dịch tẩy đâu, bên mình là chuyên là không bao giờ xài dung dịch tẩy. Thì cái chỗ này nó bị trắng hết luôn, nó chảy chỗ này bị hư hết luôn nè, thì mình phải phủ lại lớp chống cháy khác đó, mình mới phủ lại lớp khác. Cho nên anh em rửa xe cũng phải kỹ nha. Một có thể nói là một phần á là mình sửa xe á, là rửa xe á, là nó cũng làm hư đi cái lớp sơn của mình đó nha anh em nha. Cái này mình về mình phủ lại nè, phủ sắp mặt luôn á đó. Này là mình sẽ giao cho em Đồng Nai luôn, em trai ở Đồng Nai luôn đó, MT03. Con này giá bao rẻ luôn, khoảng mấy triệu mà xe đẹp luôn á anh em, xe mới tinh nè. Nè. Thấy chưa? Thấy chưa? Này mình bán bị hố anh em à. Bán bị hơi rẻ tại xe mình bữa mình nhiều quá, mình phải cho bay bớt. Đây 03. Bao ken luôn. Mình đi vệ sinh từ cái tay thắng. Từ cái vỏ. Rồi thôi nha. Xong xe này anh em mình đi ngủ. Ngủ luôn đi. Thức dậy rồi. Rồi, anh mai anh em. Anh ngồi ngắm xe anh nãy giờ luôn anh em à. Anh ngồi ngắm nãy giờ luôn á, anh cười à. Ngồi ngắm từ sớm giờ luôn, không ngủ được luôn á. Sớm anh em ký giấy xong rồi, mấy anh em về thôi. Anh nói cuối tuần ghé chơi tiếp. Được, nó bảo hiểm trùng màu đó, nó bảo hiểm bên mình luôn á. Rồi, giọt đi, bye bye. Rồi, chú ý chạy xe rồi.